Lúc đó chúng tôi đang ở thời đại hippie, vì thế nhiều người dùng ma túy và ma túy đá. Loại D, ma túy đá gây ảo giác, nhưng sư phụ nói đây là một người đá. Và tất cả chúng tôi đều cười bởi vì chúng tôi nghĩ rằng anh ta là người vô gia cư. Và khi anh ta đi vào, anh ta rất cứng đơ. Làn da như là màu xám. Anh ta đi lại rất cứng đơ. Và sư phụ nói anh ta là người đá. Còn chúng tôi nghĩ là sư phụ muốn nói anh ta dùng ma túy đá. Nhưng sư phụ đã giải thích thêm. Anh ta cứ lảng vảng chung quanh. Chúng tôi không cho anh ta ở. Bên nam chúng không cho anh ta ở trong tu viện. Vì thế anh ta cứ lanh quanh bên ngoài tu viện. Và bất cứ khi nào sư phụ bảo anh ta vào, hay bảo chúng tôi tìm anh ta và cho anh ta vào, anh ta sẽ vào. Chuyện này có lẽ kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Sư phụ giải thích cho chúng tôi là anh ta thật sự là người đá. Anh ta từ trên núi xuống. Anh ta là một tảng đá đã tu luyện đủ lâu hay gì đó để có thể xuất hiện trong hình hài con người. Anh ta đến đây để nhờ sư phụ cứu. Đó là toàn bộ câu chuyện. Một ngày nọ, anh ta biến mất. Tôi chắc có lẽ là sư phụ đã nhận anh ta làm đệ tử. Vài năm trước, có người đá đến tu viện Kim Sơn của chúng ta. Quý vị có nhớ không? Anh ta không nói chuyện. Anh ta đến đây. Cho dù bên ngoài trời đang mưa, anh ta cũng chỉ ngồi đó, không đi vào trong. Anh ta cũng không nói chuyện với ai. Vì vậy, cuối cùng, quả kim đã đến nói chuyện với anh ta. Cô ấy nói vài câu. Có lẽ khi nhìn thấy cô ta là con gái trông xinh đẹp, người đá này bắt đầu nói chuyện. Quý vị xem có lạ lùng không? Kết quả là tôi đến hỏi anh ta nói chuyện với tôi. Tôi hỏi anh ta, anh đến đây làm gì? Tại sao anh ở đây? Anh ta trả lời là anh ta đến đây để tìm tôi. Tôi hỏi tại sao lại tìm tôi? Con có ở gần đó nghe cuộc trò chuyện này có phải không? Con có nghe hay không nghe quả kim? Dạ, con có nghe. Tôi nói với anh ta, anh tìm tôi có việc gì? Anh ta nói, đến đây để cầu pháp. Tôi nói, anh cầu pháp gì? Tôi không có pháp gì cả. Tôi không có pháp để cầu. Anh cầu pháp gì? Anh ta trả lời, à, thầy có. Sau đó tôi bèn nói anh ta đi vào. Anh ta cũng rất nghe lời. Tôi quan sát trên thân mình anh ta, thì anh ta không có gì cả. Ngoài một cụm trông giống như than củi. Tôi hỏi anh ta, tại sao anh lại cần đem theo vật này? Anh ta trả lời để giữ ấm, giữ cho anh ta ấm. Giữ ấm. Thế là lúc này, mọi người cho phép anh ta vào trong. Cho anh ta vào trong. Khi vào bên trong, anh ta cũng không ăn, cũng không uống, cũng không đi vệ sinh, cũng không đi tiểu. Sau một thời gian, anh ta biến mất. Anh ta đã biến mất. Quý vị xem việc này có lạ lùng hay không? Vì vậy, mỗi người trong quý vị đừng nghĩ rằng anh ta là một người thường. Anh ta chính là một tảng đá từ trên núi. Hay có thể là cát từ đại dương. Đã tu luyện thành, đến đây muốn nghe pháp. Vì vậy chúng ta không biết là tối nay có hay không có một tảng đá hay cát đến đây nghe pháp. Có lẽ là không có. Ha ha ha, 闻三摩地娑哈。